Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là tiểu sư phụ đến từ C4 Group Ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn về dự án Laupun thứ 50 ở trên sàn Binance Dự án Athena, token ký hiệu là ENA Và các bạn có thể sử dụng đồng BNB hoặc là đồng FDUSD Để có thể staking vào Laupun ở trên Binance và nhận lãi suất là đồng token ENA này nhá Ok thì mình sẽ review cho các bạn một số các thông tin cơ bản để các bạn có thể nắm bắt nhá thì đầu tiên, ấy, Athena Lab là một cái giao thức phát hành stablecoin phi tập trung được xây dựng ở trên nền tảng của Ethereum. Dự án tập trung vào việc cung cấp giải pháp stablecoin không phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng truyền thống. Kèm theo đó là một công cụ tiết kiệm USD được gọi là Internet Bond. Stablecoin của Athena USDE sử dụng chiến lược Data Heading và được thế chấp hoàn toàn minh bạch trên chuỗi cho phép sử dụng tự do trên các ứng dụng DeFi nha. Ok. Thì um, token name của nó là Athena, ký hiệu token là ENA và max to token supply tức là mắc tổng cung của nó là 15 tỷ token ENA và uh, lau pool token reward tổng là nó sẽ là 300 triệu token chiếm 2% tổng nguồn cung nha các bạn. Trong đó thì cái pool của BNB nó là nó sẽ là 333.000 NA ở trong cái pool và 83.000 NA ở trong pool của FDUSD. Đó. Và các bạn hoàn toàn có thể là stack. Ở đây là cái h uh, HCAP cho mỗi giờ farm nhé các bạn. Đó, còn tổng đây này các bạn này. Tổng tổng pool là tổng pool của BNB nó sẽ là 240 triệu NA và tổng pool của FDUSD nó sẽ là 60 triệu. Đấy. Và nếu như các bạn có BNB thì các bạn vào pool của BNB Nếu như các bạn có FD, USD thì các bạn vào để có thể farm Thì chương trình farm của nó hiện tại thì nó đã bắt đầu rồi Anh em hoàn toàn có thể farm Còn chỉ còn hai ngày nữa thì nó sẽ kết thúc nhá Anh em có đồng nào thì anh em vào stack phần đấy Anh em ví dụ nhá Đây này các bạn ấn vào phần stack này Đó thì các bạn ấn nếu như các bạn có sẵn FDUSD thì anh em ấn vào cái mục stack để có thể để là à uh, farm ra và các bạn sau khi farm thì các bạn có thể ấn được cái nút nhận phần thưởng của cái đồng NA luôn khi mà nó cập nhật uh, real time ở trên sàn của Binance nha các bạn. Ok. Đấy, thì đây uh, ngoài ra thì anh em cũng có thể check thêm thông tin của cái dự án này ở trên website của nó là athena fry cũng như là trang Twitter của nó là uh, Athena Lab. Hiện tại thì đang có 125.000 follow. Và cái điều đặc biệt là cái dự án này cũng được lau pool ở trên sàn Bybit nữa nha anh em. Thì anh em có thể là là tham gia ở một trong hai sàn này thì đều được. Đó. Hiện tại thì mình nghĩ là Binance ấy thì nó đang có quá nhiều người tham gia. Thì anh em có thể cân nhắc để có thể tham gia Bybit nhé. Bybit thì mình thấy là lãi suất cũng khá là ok. Một vài dự án gần đây thì um... À, ví dụ các bạn stack 2.000 USD thì mỗi ngày các bạn có thể được từ 1 đến 5 đô Cho tùy theo cái dự án mà các bạn tham gia stack Đó Đó là cái chương trình uh, lau pool ở trên sàn Bybit Còn Binance thì mình cũng không chắc chắn là có thể là số này nó sẽ nhỏ hơn Đó Ok nhá Như vậy là mình đã cập nhật xong cho các bạn về cái chương trình uh, Binance lau pool thứ 50 dự án Athena ký hiệu token là E-N-A. và hy vọng là các bạn có thể tham gia và nhận được thật nhiều tiền, kiếm được thật nhiều coi nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu ấy, thì anh em có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé. Chúc cho anh em luôn luôn may mắn, kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những dự án uy tín và chất lượng đến từ channel của Tiền Sư Phụ. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.